Ok, xin chào tất cả các anh chị trader đã đến với kênh YouTube của Trader Việt. Nhật Hoàng đã quay trở lại rồi đây. Đây là cái video clip phân tích Bitcoin và altcoin theo Paraxan được Hoàng đăng đều đặn vào 10 giờ sáng ngày thứ bảy ha. Đấy, 10 giờ sáng ngày thứ bảy anh chị đón xem video clip phân tích Bitcoin và altcoin theo Paraxan, và 10 giờ sáng ngày chủ nhật anh chị đón xem video clip phân tích vàng, forex và chứng khoán Mỹ theo Paraxan. Cái thị trường Bitcoin trong tuần vừa rồi thì cũng không có cái gì biến động quá lớn ha. Đấy, cho nên những chiến lược của chúng ta sẽ không có nhiều thay đổi nhiều, cho nên video này Hoài sẽ đi nhanh thôi. Bây giờ chúng ta cùng đi vào video thôi. Rồi ha, Trader Việt, kênh YouTube của Trader Việt thì chuẩn bị bước sang một cái cột mốc rất là quan trọng ha, đó là cột mốc đạt được 50.000 subscriber, tức là 50.000 người theo dõi đó. Cho nên anh chị nếu mà thấy những cái video clip này hữu ích với anh chị mà anh chị chưa subscribe kênh ha, chưa bấm đăng ký kênh, thì anh chị bấm nút subscribe, tức là nút đăng ký ha, kế bên nút subscribe đó thì cũng có một cái nút là cái nút quả chuông, anh chị bấm vào nút đó thì anh chị sẽ nhận được thông báo khi mà Hoài và các anh chị khác của Trader Việt ra clip. Thì đấy, đó là để đạt Trader Việt đạt được cái cột mốc quan trọng thì anh chị bấm subscribe. Đấy, như anh chị nào mà coi view clip thấy hay thì bấm đăng ký ha. Đấy, thì và quan trọng hơn nữa là anh chị để lại comment bên dưới những cái đồng coi mà anh chị thắc mắc, hoặc là những cái nhận định của anh chị về Bitcoin và các đồng altcoin trong tuần tới. Thì tất cả những comment của anh chị đều có giá trị ha, đều rất là giá trị đối với Hoài. Hoài rất là muốn tham khảo những cái ý kiến của anh chị về thị trường trong tuần tới như thế nào, cũng như là các anh chị khác ha, nếu có thắc mắc về bất kỳ đồng coin nào. Thì bởi vì Hoài phân tích ở đây chỉ khoảng 6 đồng coin thôi, không có nhiều so với cái số lượng altcoin trên thị trường rất là lớn, cho nên Hoài không thể nào phân tích được hết. Thì anh chị để lại comment bên dưới, Hoài sẽ trả lời riêng từng comment của anh chị ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi vào cái biểu đồ Bitcoin. Tuần vừa rồi ha, chúng ta đã canh sell Bitcoin theo cái thanh pin ba nhỏ ngay tại đây, và hiện tại cái lệnh sell của chúng ta đã khớp rồi, nhưng mà nó đang bị âm ha, gần như là nó sắp chạm tới dừng lỗ rồi. Cho nên anh chị giữ nguyên điểm dừng lỗ ha, cho nên trường hợp giá mà cán dừng lỗ thì lệnh chúng ta sẽ dừng lỗ và thoát ngay. Thì chúng ta sẽ không giữ lệnh khi mà cái setup vào lệnh chúng ta bị sai. Đấy, anh chị phải nhớ một nguyên tắc quan trọng, khi mà setup đã sai rồi thì chúng ta bắt buộc phải thoát lệnh và chấp nhận lỗ cái khoản đó. Đấy, anh chị rồi cái xu hướng của Bitcoin á, thì vẫn là tăng, anh chị nhớ ha, xu hướng trung hạn của nó vẫn là tăng, nhưng mà về ngắn hạn phóng to ra chút như thế này thì anh chị sẽ thấy là giá đang nằm bên dưới đường EMA, xong rồi nó vượt lên trên, xong nó lại xuống dưới, xong nó lại vượt lên trên. Đấy, cái việc mà giá xuyên qua xuyên lại đường EMA như thế này và cái đường EMA nó đang nằm ngang như vậy thì chứng tỏ là thị trường nó có thiên hướng là đi ngang, đúng không ạ? Thị trường thiên hướng là đi ngang nhưng xu hướng là tăng. Cho nên cái thời điểm ở hiện tại á, thì những cái kèo mà mua lên lại không có được xác suất cao lắm. Bởi vì sao? Bởi vì xu hướng là tăng nhưng với việc thiên hướng là đi ngang ha, thì cái kèo mua chúng ta không được tốt. Nếu mà để một cái kèo mua tốt thì chúng ta chỉ nên mua khi giá chạm lại cái vùng, những vùng thật là thấp bên dưới, ví dụ là quanh 9.800 nè. 9.800 đi qua một cái đáy rất là quan trọng trước đó, và quan trọng hơn nó cũng chính là cái vùng kháng cự bên trái nè, anh chị thấy không ạ? Đấy, cái vùng kháng cự bên trái rất là quan trọng ha. Ở thời điểm hiện tại khả năng cao là giá đang di chuyển tiếp tục trong cái con sóng điều chỉnh giảm trên cái khung thời gian lớn, trên khung thời gian D1 đó. Đây, con sóng điều chỉnh giảm như thế này, trong cái kênh giảm giá như thế này, thì thời điểm hiện tại giá đang chạm lại cái vùng kháng cự 11.000, vùng số tròn 11.000, đi qua vùng đỉnh trước đó rất quan trọng, vùng đáy trước đó luôn nè. Và cái vùng kháng cự này cũng là đường xu hướng, bị đường xu hướng giảm từ trên xuống nó đè xuyên qua. Đấy, cho nên đây sẽ là một cái vùng tốt để mà chúng ta canh bán xuống trong thời gian tới, trường hợp giá chạm và hình thành setup correction. Ngắn hạn là chúng ta bán xuống thôi ha, về trung hạn thì chúng ta có thể mua lên khi giá chạm vùng thấp hơn bên dưới là quanh 9.800. Nhớ là chỉ hình thành những cái setup quen thuộc của chúng ta đã học thì chúng ta mới mua lên ha.
Nếu mà anh chị muốn theo dõi những cái mô hình nến ha, những cái mô hình nến mới, đấy, mô hình nến Nhật á, ngoài những cái setup production quen thuộc chúng ta đã học như là Pin 3, Inside 3 Fakie, thì những cái mô hình nến sẽ đem lại cho anh chị nhiều cơ hội giao dịch hơn, đặc biệt là trên những cái khung thời gian thấp hơn. Thì anh chị bấm xem lại cái video clip đó là tuyệt kỹ mô hình đến bài 1 ha. Đây, Hoài để là ngay chỗ này. Anh chị bấm xem lại, đó là mới bài 1 thôi. Thì tuần sau Hoài sẽ tiếp tục làm cái series này, cái bài thứ hai. Đấy, mà mình đảm bảo là rất là nhiều anh chị đang chờ đợi cái series đó hoàn tất ha. Tuần sau, ngày thứ ba, Hoài sẽ lên video clip là tuyệt kỹ mô hình đến Nhật phần 2. Đấy, thì anh chị quan tâm thì anh chị bấm theo dõi. Tiếp theo là biểu đồ Ethereum. Với Ethereum thì xu hướng khẳng định là giảm luôn ha. Đặc biệt với Bitcoin thì xu hướng vẫn là tăng, nhưng mà với Ethereum và các đồng altcoin khác thì là xu hướng là giảm rồi. Đấy, anh chị thấy giá đang nằm nhất quán bên dưới so với đường EMA 21 và nó không có thể nào vượt lên trên được. Đấy, hiện tại ha, chúng ta đang thấy giá tạo ra những cái đỉnh thấp hơn, ép xuống một vùng hỗ trợ ngang quanh 305. Đấy, đây là một cái dạng hình là giống với tam giác giảm, cho nên khả năng là trường hợp cái vùng 305 này bị phá xuống và đóng cửa dưới thì sẽ có một đợt giảm giá rất là nặng nề xảy ra đối với Ethereum. Tạm thời thì chúng ta chưa bàn tới cái trường hợp đó ha. Chúng ta đã vào sell được theo cái pin 3 giảm giá tại đây nè, thì chúng ta cứ canh cái trường hợp là giá sẽ có một đợt giảm trước mắt cái đã. Còn cái việc mà nó phá vỡ vùng hỗ trợ dưới hay không thì tới lúc đó chúng ta biết. Chúng ta vẫn giữ lệnh sell ha đối với cái thanh pin 3 này, mặc dù cái lệnh sell này đang hòa vốn hoặc là âm, mà tùy cái vị thế mà anh chị vào. Giá vẫn còn đang nằm bên dưới đường EMA và nó bị chặn trên bởi một cái đợt xu hướng giảm như thế này thì khả năng giảm tiếp tục vẫn là cao. Anh chị có thể tiếp tục canh sell xuống quanh mức này hoặc là chúng ta giữ lệnh ha nếu mà anh chị đã sell trước đó rồi. Tiếp theo là Ripple. Ripple thì xu hướng là giảm rất là rõ ràng rồi. Nó thậm chí còn đi theo một cái kênh giá rất là dốc xuống nữa. Và giá đang đóng cửa nhất quán bên dưới đường EMA. Riêng với thời điểm hiện tại nó đang vượt lên trên. Vượt lên trên nè. Cái việc mà giá vượt lên trên đường EMA không có nghĩa là xu hướng đảo chiều sang tăng nha anh chị. Nó chỉ cho thấy là xu hướng cái con sóng hồi lên trên của xu hướng giảm này nó đang mạnh hơn so với bình thường một chút xíu thôi. Đấy, cho nên chúng ta vẫn có thể canh bán xuống. Chúng ta thấy một cái pin 3 giảm nè. Cái đùi của nó từ chối đúng ngay cái vùng 0,2533, chính là vùng kháng cự quan trọng trước đó và cũng là hợp lưu với một cái đường xu hướng giảm từ trên xuống luôn. Anh chị thấy không ạ? Đường xu hướng giảm chính là cái kênh giá giảm đó, cho nên cái pin 3 này là hội tụ đủ cái điều kiện để chúng ta sell xuống rồi. Sell xuống quanh đáy pin 3, quanh 0,2359 này. Trường hợp giá phá xuống bên này thì rõ ràng cái đường EMA 21 cũng bị phá xuống luôn, anh chị thấy không ạ? Dừng lỗ đặt phía trên khoảng 0,256 là ok rồi ha. Chốt lời trước mắt là anh chị canh chốt lời quanh cái mức là đáy trước đó, cái đáy trước đó quanh đây nè, quanh 0,21 chốt lời một phần. Rồi khi giá phá vỡ tiếp vùng này chúng ta trailing stop tiếp tục để chúng ta chốt lời lần thứ hai quanh cái vùng thấp hơn. Tiếp theo là Litecoin. Litecoin ha, đập vào mắt họ là hãy thấy hai cái pin ba rất là đẹp, từ chối đúng ngay cái đường EMA 21 bên dưới này, anh chị thấy không ạ? Đấy, đây chính là setup vào là chúng ta là ok rồi ha. Xu hướng là giảm, khẳng định là vậy luôn ha, xu hướng là giảm. Và sell stop, khuyến nghị của Hoài là sell stop nè. Quanh mức 44,2, dừng lỗ đặt cao hơn so với đuôi pin 3 cao nhất luôn, quanh 47,5. Đấy là cái kèo của chúng ta trong trong tuần tới đối với Litecoin ha. Nếu anh chị nào muốn vào lại một cách chắc ăn hơn thì anh chị sell 1/2 vị thế với cái pin 3 theo cái cách mà Hoài chỉ hồi nãy đó, và 1/2 vị thế còn lại anh chị sell khi cái đường xu hướng giảm này bị cắt xuống. Đấy, anh chị thấy không ạ? Cách mà chia đôi vị thế như vậy nó sẽ khiến cho cái rủi ro nó giảm đi một phần. Tiếp theo là Bitcoin Cash. Biểu đồ Bitcoin Cash nó mang tính đi ngang nhiều hơn, nhưng xu hướng vẫn là giảm nha anh chị ha. Để ý, xu hướng vẫn là giảm, giá đang đóng cửa bên dưới EMA 21 nhưng nó đang vượt lên trên như thế này, thì chúng ta thấy khả năng là nó sẽ chạm lại cái vùng kháng cự quanh 239. Đấy, 239 ha. Lúc này chúng ta có thể canh bán xuống khi giá hình thành setup production với mục tiêu chốt lời quanh đáy này, là quanh vùng giá số tròn 200. Trường hợp giá không hình thành setup nào quanh cái vùng 239 này mà nó phá vỡ lên trên luôn, thì chúng ta lúc đó chúng ta sẽ đánh giá lại xu hướng. Nhưng mà cái bản đó xảy ra thì khả năng là xu hướng nó đã chịu sang tăng đó anh chị. Đấy ha.
Tiếp theo là đồng NEO so với BTC. Trên sàn Binance, trên cái sàn Binance Future hoặc là BitMEX thì anh chị có thể bán khống với cái kèo NEO BTC này. Và trong tuần rồi, cái kèo bán khống chúng ta tại cái thanh nến BIN 3 giảm giá tại đây đã thành công rất là tốt, đang có lợi nhuận rất là ok, khoảng 1R lợi nhuận nếu anh chị đặt dừng lỗ tại đuôi của cái thanh BIN 3 này, rất là tốt ha. Hiện tại thì chúng ta giờ dừng lỗ về đáy, cái đỉnh của thanh nến giảm tại đây. Đấy, dừng lỗ về 0.16, chúng ta khóa một chút xíu lợi nhuận đi ha, để chúng ta tránh cái trường hợp là giá bật ngược lên trên cán dừng lỗ của chúng ta. Anh chị nhớ những cái kèo nào mà chúng ta đang có lợi nhuận rồi, chúng ta ít nhất là chúng ta phải để cho nó kết thúc là một kèo hòa vốn, chứ đừng có để một kèo đang có lợi nhuận biến thành một kèo dừng lỗ nha anh chị ha. Đừng để có một kèo đang có lợi nhuận biến thành một kèo mà chúng ta thua lỗ, rất là uổng ha. Mục tiêu của chúng ta đối với cái thằng NEO BTC này là quanh 0.1252. Vì sao? Vì hồi đo cái mục tiêu là hồi đo theo cái mô hình vai đầu vai này. Đấy, kéo lên trên, anh chị thấy vai đầu vai bên phải mà kéo lên trên, đo tới mức đường đổ của chúng ta căng xuống dưới, từ cái mức phá vỡ xuống là chúng ta đo được vai đầu vai, mục tiêu của mô hình. Rồi, tạm thời chúng ta chỉ phân tích qua 6 đồng coin như vậy thôi, cho nên nếu anh chị nào mà thắc mắc những đồng coin khác á, thì anh chị để lại comment bên dưới ha, Hoài sẽ trả lời comment của anh chị. Và quan trọng hơn là nếu chị nào mà chưa subscribe kênh YouTube của Trader Việt thì bấm nút subscribe để mà Trader Việt hướng tới cái cột mốc là 50.000 subscriber ha, và xa hơn là 100.000 subscriber. 100.000 subscribe thì hình như được nút bạc thì phải. Đấy, trên cái mục tiêu của kênh Trader Việt là đạt được nút bạc. Thì nếu anh chị nếu yêu thích kênh thì anh chị bấm nút subscribe ha, đó là rất là quan trọng. Và để lại những comment nếu mà anh chị quan tâm tới thị trường Bitcoin ha. Những comment như là comment nhận định của anh chị, ý kiến của anh chị về Bitcoin trong tuần tới như thế nào, sẽ tăng hay giảm, và những cái comment mà anh chị thắc mắc những đồng coin khác. Rồi, xin chào anh chị, chúc một tuần giao dịch đầy lợi nhuận.